Đánh giá xe BMW X1 2022, dòng xe nhỏ nhất trong phân khúc X Series. Trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường ô tô thế giới, BMW X1 đã vang danh nhờ sở hữu tốc độ ấn tượng cùng hàng loạt những trang bị tiện nghi hiện đại. Tất cả tiếp tục được thể hiện trong phiên bản BMW X1 sDrive18i 2022 đã có mặt tại Việt Nam. Giới thiệu chung, là dòng xe SUV hạng sang nhỏ nhất trong gia đình BMW. X1 được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2009 và nhanh chóng tạo tạo nên cơn sốt trên thị trường xe cỡ nhỏ. Tính đến nay, đã có hơn 740.000 chiếc được bán ra trên toàn cầu, một con số rất ấn tượng. Tại Việt Nam, Thaco chính thức phân phối BMW X1 từ tháng 10 năm 2018 và chỉ có một phiên bản s drive 18i duy nhất đi kèm gói trang bị X-Line. BMW cung cấp 12 màu ngoại thất cho phiên bản X1 tại Việt Nam gồm đen, red, trắng, alpha, mineral, grey xanh Mediterranean, xanh Estorin, bạc Glacier, bạc Platinum, cam Sunset, Sparkling Storm Ceralic, trắng Merer, Atlantis Spray, no Sparkling, đen Saphir. Thiết kế nhỏ nhắn mà nổi bật. Thiết kế tổng quát của BMW X1 2022 được đánh giá là nam tính và hợp thị hiếu hơn phần lớn các đối thủ trong phân khúc mẫu SUV cỡ nhỏ BMW X1 2022 có kích thước tổng thể 4.439 x 1821 x 1598 mm, nhìn hơn Mercedes-Benz GLA 4.417 x 1804 x 1.494 mm và Audi Q3 4.388 x 2019 x 1.608 mm. Đầu xe sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng sản phẩm X-Series ngay trung tâm. BMW X1 thể hiện cái tôi bằng bộ lưới tản nhiệt hình quả thận mạ chrome cực đẹp cùng cụm đèn trước vô cùng cá tính, sử dụng bóng LED hiện đại, cản trước thấp, đèn sương mù nhỏ nhắn, tách biệt cùng vòm bánh xe vuông. Hóc thoát gió được thiết kế lại đan dọc ngang kết hợp với đèn gầm LED tạo nên độ hài hòa ở mặt trước xe và cân đối khi nhìn ngang. Dù mang nhiều nét tương đồng với đàn anh BMW X5. BMW X1 2022 vẫn giữ được nét đặc trưng trong thiết kế với những đường gân dập nổi đầy táo bạo kéo dài từ vòm bánh trước đến tận đèn hậu. Xe có tay nắm cửa, gương chiếu hậu to bản cùng màu thân xe có khả năng chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. BMW X1 S Prime 18 i 2022 trở nên thể thao và khỏe khoắn hơn với bộ mâm 17 inch nan chữ Y kết hợp cùng lốp Jun Flat của Bristol. Phần đuôi xe cũng chỉnh chu không kém, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là cụm đèn hậu có thiết kế hình chiếc búa được tạo thành từ những đường nét góc cạnh đầy tinh tế, cản sau được mạ ánh bạc với góc cạnh mạnh mẽ. Không chỉ vậy, BMW X1 S Prime 18i 2022 còn toát lên nét thể thao đặc trưng bởi sự góp mặt của cặp ống xả kép mạ chrome có thiết kế dạng tròn. Cánh hướng gió trên cao cùng với anten dạng vây cá làm cho giúp cho xe thêm cá tính, nổi bật giữa phố đông, nội thất thoải mái, sang trọng. BMW X1 là dòng xe nhỏ nhất trong phân khúc X series của BMW, nhưng khoang hành khách bên trong vẫn tương đối rộng rãi và thoải mái. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da Sensatec thượng hạng, thiết kế thể thao ôm sát cơ thể. Ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí. Hàng ghế sau gập 40-20-40 rất linh hoạt trong mọi hành trình. Khu vực điều khiển trung tâm nghiêng hẳn về phía người lái đặc trưng của BMW, giúp tài xế dễ dàng trong việc quan sát và điều khiển xe. Bảng táp lô của BMW X1 2022 được ốp nội thất màu đen bóng mờ kết hợp cùng tôn màu nâu lịch lãm và được ngăn cách bởi đường viền mã chrome bóng bẩy. Vô lăng ba chấu bọc ra kiểu thể thao mang đến cảm giác cầm nắm thích thú, cùng tích hợp hàng loạt các phím chức năng. Khoang hành lý rộng rãi lên đến 505 lít, khi cần thiết, người dùng có thể gập hàng ghế phía sau để tăng tổng dung tích khoang hành lý lên 1660 lít. Cốp xe có thể mở dễ dàng bằng cách đá nhẹ chân phía dưới cản sau do tích hợp tính năng Comfort Access. Tiện nghi hiện đại trong khoang cabin. Mở cánh cửa xe BMW X1 2022 ra, người dùng sẽ được chào đón bằng một làn khí mát mẻ nhờ sở hữu hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng cửa gió hàng ghế sau. BMW X1 được trang bị hệ thống giải trí với màn hình LCD kích cỡ 6.5 inch đi kèm đầu đọc đĩa CD, đàm thoại rảnh tay, kết nối USB, Bluetooth, đầu đĩa CD. Ngoài ra, để phục vụ những nhu cầu cơ bản của người dùng, BMW X1 còn được tích hợp ổ cắm điện công suất 12V hỗ trợ tiện ích đóng, mở cửa xe, nút bấm Start, Stop thông minh, cốp sau đóng mở bằng điện, gạt tàn thuốc và mùi lửa. Sức mạnh tăng áp ấn tượng. Cung cấp sức mạnh cho BMW X1 18 i 2022 là khối động cơ sang BMW Twin Power Turbo 1.5 L3 xi lanh mạnh mẽ, cho công suất tối đa 136 mã lực và mô men xoắn cực đại 220 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và 3 chế độ lái, Eco Pro, Comfort và Sport. Với nguồn năng lượng mạnh mẽ và chế độ lái đa dạng, BMW X1 Stride 18i 2022 đủ sức để làm thỏa mãn những vị chủ nhân khó tính và có niềm đam mê mãnh liệt với tốc độ với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong 9.7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 204 km h Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ vào khoảng 5.2 lít trên 100 km đường kết hợp, một con số khá ấn tượng với một chiếc SUV. Bên cạnh đó, BMW X1 sDrive18i 2022 còn được trang bị hệ thống treo trục nâng M Sport, bánh răng tiêu chuẩn và phanh điện giúp việc lái xe trở nên an toàn và đảm hơn. Đảm bảo với hệ thống an toàn đỉnh cao, BMW X1 2022 vinh dự nhận được giải thưởng Top Safety Pick Plus nhờ trang bị nhiều tính năng an toàn như 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh IBS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử DSC. Phân bổ lực phanh điện tử, EBD, hệ thống chống trượt TCS, đai an toàn 3 điểm, tựa đầu hàng ghế sau, cảnh báo áp suất lốp TPMS, camera lùi và 8 cảm biến xung quanh xe, lốp an toàn run, flash. Phần khung sườn xe được gia cố chắc chắn bổ sung thêm các thanh hấp thụ xung lực, giúp hạn chế tối đa rủi ro. BMW X1 được trang bị thêm hệ thống phanh tay điện tử tự động, khi xe tạm dừng, kéo nhẹ hệ thống này cho hiện đèn màu đỏ nếu cần số đã ở vị trí D, bạn chỉ cần tăng ga, phanh điện tử sẽ tự động nhả ra. Kết luận Theo ô tô 8S.com, với những gia đình sống ở các đô thị hiện đại nhưng vẫn muốn trải nghiệm một chiếc xe với khoang lái rộng rãi, nhiều tiện nghi, an toàn thì BMW X1 S 18i 2022 chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Bên cạnh đó, ưu điểm về thiết kế cứng cáp và động cơ turbo mạnh mẽ, BMW X1 cũng khiến khách hàng nam ưa thích hơn. Ngoài ra, Mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải thấp nhờ công nghệ Efficient Dynamic cũng là một điểm nhấn của khiến xe vượt trội hơn so với các đối thủ. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.